Thưa quý vị, theo Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, một tên lửa của Triều Tiên đã phát nổ trong vòng vài giây sau khi rời khỏi bệ phóng sáng ngày 22 tháng 3. Một báo cáo của Nhật Bản cũng tuyên bố Triều Tiên đã phóng một số tên lửa từ miền đông nước này và vụ phóng này có thể đã thất bại. Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin chính phủ nước này tin rằng cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên đã không thành công. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về số lượng và chủng loại của các tên lửa đã được phóng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản vẫn chưa xác nhận liệu có hay không một cuộc thử nghiệm tên lửa, mà chỉ cho biết không có đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên.